Hello. Hello. Bạn mà biết mình đi đâu? Hôm nay mình đi làm mũi. Đây là mũi mắt của mình. Ngày trước thì mình có đi tiêm filler rồi, mình còn nâng chỉ rồi. Bây giờ cái chỉ nó tan đi, nên là mình muốn nâng mũi luôn. Mình mặc một cái mũi xong rồi tôi vừa đeo lên xong không đeo lên thì không nhìn gì hết. Mình có hẹn với bác sĩ lúc 11 giờ. Bây giờ là 10 giờ. Mình sẽ thay quần áo rồi cho mình sẽ bắt xe tới nhé. Now I believe vừa thay đồ xong mọi người ạ. Mình chuẩn bị lên màn mũ này. One hour later. Hello. Hôm nay là ngày thứ tư. Mặt mình đã đỡ sưng rồi, nó còn một cái vết vàng vàng mọi người. Nhìn đến ngày kia thì mình sẽ được cắt chỉ. Mà má mình vẫn bị sưng. Cái nói chuyện nó khó ấy. Nó có kiểu chupi. Mình phải tự tháo nẹp tại vì nó ngứa quá. Nên mình chưa cắt chỉ. Mai mình mới được cắt chỉ. Nhưng mà hôm nay mình đã make up đi chơi rồi. Bây giờ mình sẽ kể cho mọi người về hành trình mình đi làm mũi. Đấy. Câu chuyện là mình và mũi của mình là được 15 ngày. Mũi nó sẽ như thế này. Đây với mọi người. Không, bên này là nó vẫn như là mới 15 ngày nên là chỗ này nó vẫn hơi cao so với cái form mũi của mình. Ban đầu mình dự tính là mình tự tính làm dáng S-line tay với lại dáng mũi Boston, là cái dáng mũi mà Mason Beer ấy, mọi người biết Mason Beer không? Đấy là cái dáng mũi đấy. Thì mũi mọi người sẽ được chọn giữa truyền T và tiêm T. Tiêm T thì nó sẽ bị sưng ấy, nó cũng đau nên là mình quyết định là truyền T. Mình không sợ đau lắm đâu nhưng mà mình nghe mọi người vẫn lo lắm. Thế là mình quyết định truyền T. Thì truyền T nó cũng gây buồn ngủ ấy. Thế là lúc mà mình ngủ xong rồi tự nhiên bác sĩ gọi mình dậy. Thế là bác sĩ hỏi là em nhìn xem dáng mũi này nó ok chưa để anh khâu lại. Khâu lại cái chỗ này này. Thì mình nhìn thấy nó kiểu nó cao ấy. Nó cao cái chỗ này quá ấy. Xong mình bảo anh gọt bớt cho em xuống đi. Gọt bớt anh ơi, gọt bớt anh ơi. Nhanh. Không thể như thế này được. Lúc đấy nó cao hơn bây giờ ấy. Thế là bác sĩ gọt lại cho mình. Mình nghe thấy cả tiếng rồi. Thì sau đấy bác sĩ khâu lại. Sau đó bác sĩ cho mình xem lại cái dáng đấy thì mình ưng chưa. Thì lúc ấy nó vẫn chưa sưng. Nhưng là nó cũng gần như là nó như này. Nó như bây giờ này. Thì phải tầm ít nhất là 3 tháng đến 3 đến 6 tháng thì nó bắt đầu vào form. Thì nó sẽ nhỏ dần đi ấy. Mũi mình nó sẽ nhỏ lại. Còn mình thấy không đau. Thật, mình cứ tưởng là nó chết tê. Nhưng mà nó không đau. Mình cứ tưởng là nó chết tê nhưng mà nó không đau thật mọi người ạ. Hay là mình chịu đau được. Nhưng mà mình thấy nó không đau một chút nào. Chỉ nó hơi nhói nhói lúc mà mọi người đi cắt chỉ ấy. Cắt chỉ là mọi người sẽ rút chỉ chay ấy. Bác sĩ sẽ rút chỉ ấy. Nhờ kiểu nó cũng không đau lắm đâu. Nói chung là mình chịu được. Thế sau đấy mọi người về nhà thì nó hơi sưng tầm 2-3 ngày đầu. Nó khá là sưng ấy, kiểu mắt mọi người thành một mí rồi đấy. Mình sẽ để cái ảnh ở lên mắt mình thành một mí. Mắt mình đang hai mí như này thành một mí. Tại sao đấy mọi người? Mọi người rửa mặt ấy thì mọi người mua những cái miếng rửa mặt như này này. Thì rửa mặt nó sẽ sạch với lại tiện hơn, nó sẽ tránh bị nước nó vào băng đấy. Thì mọi người tránh nước và băng tầm đến khi mà tháo thì phải tầm 5 hôm. 5 hôm mọi người sẽ được tháo cái nẹp mũi như này. Cái nẹp mũi ở đây mọi người tự tháo cũng được, hoặc ra ngoài đấy lúc mà đi cắt chỉ là 7 ngày thì người ta sẽ tháo cho. Nhưng mà mình nghĩ là 5 ngày là tháo được rồi tại vì nó khá là ngứa ấy. Mọi người chịu đến ngày thứ 5 là ok đấy. Khi mà làm mũi thì mọi người sẽ phải kiêng
đồ hải sản này, đồ nếp, rau muống, thịt bò, thịt gà. Nói chung là kiêng hết, trừ ăn được ếch với lại thịt lợn với các loại rau khác. Mình thì mình ăn kiêng nhiều ấy nên là mình cũng thấy không sao cả. Kiêng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Nói chung là cái chắc chắn thì mọi người nên kiêng đồ tanh với hải sản tầm 1 tháng rưỡi. Ê, mình thấy là mấy chị bảo là kiêng 1 tháng hải sản ấy nó vẫn bị, nó bị ngứa hay là bị làm sao ấy, hoặc nó sưng. Để an toàn nhất thì mọi người nên kiêng hải sản 1 tháng rưỡi và kiêng thịt bò với trứng, rau muống trong 1 tháng. Thế thôi, mình nghĩ là mũi nó chỉ là một cái tiểu phẫu ấy, nó rất là nhẹ nhàng. Xong rồi mình làm một cái quyết định đúng đắn khi là mình làm mũi. Đấy, chứ là mình làm chỉ với làm filler ấy, nó không được cái ưng như này đâu. Mọi người nhìn thấy đầu mũi của mình chưa? Đây mọi người nhìn thấy đầu mũi mình rất là đẹp. Mọi người đừng làm chỉ hay là làm filler đó. Mọi người nâng luôn. Nếu mà đầu mũi của mọi người thích kiểu hạt chanh cao cao. Và tổng chi phí hết tất cả là 40 triệu. Cái chi phí này thì nó cũng tùy từng người ấy. Có người cần làm cái này, có người cần bọc đầu mũi này, có người không. Thì nó cũng dao động từ khoảng 20 năm đến 50 triệu. Đấy, mọi người có thể tham khảo bên này. Mình làm ở bên này, bác sĩ Lê Quốc Vương. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem cái video này của mình.